chữ y. Chữ y. Chúng ta cùng nhau đi viết chữ y. Các bạn quan sát đến chữ y trên bảng của cô. Chữ y của cô cao 2 ly và rộng 1 ly rưỡi. Chữ y gồm có 3 nét. Nét thứ nhất là nét xiên trái. Nét thứ hai là nét móc ngược hẹp. Và nét thứ ba là nét chấm tròn. Điểm đặt bút của chữ y là ở giữa đường kẻ ngang 2, sau đó xiên lên góc đường kẻ ngang 3. Ta được nét thứ nhất là nét xiên trái. Chúng ta sẽ đưa từ dưới lên trên. Nét thứ hai là nét móc ngược hẹp, sẽ đưa từ góc đường kẻ ngang 3 đi dựa đường kẻ dọc đậm. Gần đến đường kẻ ngang đậm thì chúng ta sẽ lượn chuyển hướng sao cho nét móc ngược chạm vào đường kẻ ngang đậm và dừng bút nét thứ hai ở góc đường kẻ ngang 2. Chúng ta đưa bút từ góc đường kẻ ngang 3 đi thẳng dựa đường kẻ dọc đậm. Gần đến đường kẻ ngang đậm thì lượn chuyển hướng sao cho nét móc ngược chạm vào đường kẻ ngang đậm và sau đó đi lên dừng bút ở góc đường kẻ ngang 2. Nét thứ ba là nét chấm tròn. Chúng ta đặt bút ở giữa đường kẻ ngang 3 và đường kẻ ngang 4, trùng với đường kẻ dọc đậm. Ta được con chữ y cao 2 ly và rộng 1 ly rưỡi. We'll be right back.